Tình yêu Chúa như dòng sông em trôi về chốn xa. Dòng sông đẹp hiền hòa uốn mình băng giữa bờ cạn trắng. Có bóng dừa xanh, có mây trời thanh, có chim lượn quanh líu no trên cành. Còn con đây đang lạc lối trong muôn ngàn đớn đau. Cuộc sống tràn muộn phiền như trời đêm thiếu vầng trăng sao. Biết đến tìm ai giữa nơi bể sâu, khổ đau ngàn muôn lấp che tâm hồn. Tình yêu cha ấy đưa con thoát cơn buồn đau, dẫn đưa con đến nơi đầy hoa. Có thông reo chim hót nhờn nhơ vui yêu ca. Trong lòng biển sâu, gió sương biển biển hoài, không còn ai biết đâu là về tình. Xanh với gió sương rơi trên đại dương, Chúa ơi tình yêu có ai si thường. Tình yêu cha ấy đưa con thoát cơn buồn đau. Lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật thứ 18 thường niên, ngày mùng 5 tháng 8 2024. Chào anh chị em và các bạn. Mến chúc anh chị em và các bạn một tuần lễ mới vui tươi, bình an trong lòng thương xót Chúa. Ta quay sang chúc cho nhau một tuần lễ mới đầu xuôi đuôi lọt. Dâng công ăn việc làm sức khỏe trong tuần lễ mới này cho lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em, như là những anh chị em đang ốm đau, đang bệnh tật. Xin Chúa ban cho được mau phục hồi sức khỏe để phục vụ công cuộc lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật thứ 18 thường niên. Hôm nay ngày 5 tháng 8, anh chị em có thể đi lễ, sẽ nghe về lễ Chúa Giêsu biến hình. Bài đọc riêng, nhưng mà chúng tôi xin phép được nhắc lại là chúng tôi luôn đọc lời Chúa mùa thường niên liên tục để chúng ta có sự liên tục lời Chúa từ ngày này qua ngày khác. Rồi những ngày lễ kính hay lễ trọng có bài đọc riêng thì anh xem sẽ nghe khi đi tham dự thánh lễ ở nhà thờ. Bài đọc 1 năm chẵn trong sách ngôn sứ Jeremiah chương 28 câu 1 đến câu 17. Bài trích sách ngôn sứ Jeremiah. Một ngày trong tháng 5, năm thứ tư triều Sít-ki-gia-hu, vua Giu-đa, ngôn sứ Khanan-gia, con ông Át-dua, người Gíp-ôn, nói với ông Giê-rê-mi-a trong nhà Đức Chúa, trước mặt các tư tế và toàn dân rằng: Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Israel phán như sau: Ta sẽ bẻ gãy ách của vua Babylon. Còn 2 năm nữa, ta sẽ đem về nơi này mọi đồ dùng trong nhà Đức Chúa mà Nabucodonosor, vua Babylon, đã lấy ra khỏi nơi này đưa sang Babylon. Cả Jeconja con của Jehoiakim vua Juda và tất cả những người Juda bị lưu đày sang Babylon, chính ta sẽ dẫn chúng về nơi đây, sấm ngôn của Đức Chúa, vì ta bẻ gãy ách của vua Babylon.
Bây giờ ngôn sứ Jeremiah trả lời ngôn sứ Hananiah trước mặt các tư tế và toàn dân đang đứng trong nhà Đức Chúa. Ngôn sứ Jeremiah nói: Amen, ước gì Đức Chúa làm như thế. Ước gì người thực hiện các điều ông vừa tuyên sấm và đưa các đồ dùng trong nhà Đức Chúa cũng như tất cả những người lưu đày từ Babylon trở lại nơi này. Nhưng xin ông lưu ý đến lời tôi sắp nói cho ông và toàn dân nghe đây. Các ngôn sứ có trước tôi và ông từ ngàn xưa đã tuyên sấm về nhiều xứ sở và vương quốc hùng mạnh là sẽ có chiến tranh, tai ương và ôn dịch. Còn ngôn sứ nào tuyên sấm có bình an thì chỉ khi nào lời ngôn sứ ấy ứng nghiệm, ông mới được nhìn nhận là ngôn sứ được Đức Chúa thật sự sai đến. Bây giờ ngôn sứ Hananiah tháo cái gông ra khỏi cổ ngôn sứ Jeremiah và bẻ gãy. Rồi ông Hananiah nói trước mặt toàn dân rằng, Đức Chúa phán như sau: Cũng giống như thế này, 2 năm nữa ta sẽ bẻ gãy các ách của Nabucodonosor vua Babylon, không còn để nó đè trên cổ mọi dân tộc. Sau đó ngôn sứ Jeremiah bỏ đi. Nhưng sau khi ngôn sứ Hananiah bẻ gãy cái gông mà ông đã tháo ra khỏi cổ ngôn sứ Jeremiah, có lời Đức Chúa phán với ông Jeremiah rằng: Hãy đi nói với Hananiah, Đức Chúa phán như sau: Người đã bẻ gãy những cái gông bằng gỗ thì hãy làm những cái gông bằng sắt thế vào. Quả thật, Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Israel phán như sau: Ta sẽ quàng một cái ếch bằng sắt vào cổ tất cả các dân tộc này, khiến chúng phải làm tôi Nabucodonosor vua Babylon, và chúng sẽ làm tôi nó, ngay cả những giống vật ngoài đồng ta cũng trao cho nó. Khi ấy ngôn sứ Jeremiah nói với ngôn sứ Hananiah: Ông Hananiah, hãy nghe đây, Đức Chúa chẳng hề sai ông, thế mà ông lại làm cho dân này tin vào điều dối trá. Bởi thế Đức Chúa phán như sau: Này, ta sẽ bứng ngươi ra khỏi mặt đất. Ngay năm nay ngươi sẽ phải chết vì ngươi đã hô hào nổi loạn chống Đức Chúa. Ngôn sứ Hananiah đã chết vào tháng 7 năm ấy. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: Lạy Chúa, thanh chí Ngài, xin dạy cho con, xin giúp con tranh đường sao cha và thương ban cho con luật pháp Ngài. Xin đừng cất khỏi miệng con lời chân lý, vì quyết định của Ngài con vẫn cậy trông. Kẻ kinh sợ Ngài, kẻ am tưởng thanh y, mong sao họ quay về với con. Xin cho con hết lòng tuân theo thanh trí, để con khỏi nhục nhã ê chề. Bọn gian ác rình hãm hại con, thanh y Ngài con chu tâm suy gẫm. Con chẳng lìa sai điều Ngài quyết định, bởi chính Ngài chi giao cho con. Hallelujah, hallelujah. Người ta sống không chỉ nhờ cơm banh, nhưng còn nhờ lời miệng Thiên Chúa phán ra. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthêu chương 14 câu 13 đến câu 21. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy được tin ông Gioan tẩy giả chết, Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạy lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người: Nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo: Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: Ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo: Đem lại đây cho Thầy. Sau đó người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn khoảng chừng 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, ngày xưa trong Đức Do Thái, có thể ngày nay cũng thế,
có hai loại tiên tri thật và tiên tri giả. Bây giờ cái gì cũng có hàng thật và hàng giả. Cái hàng giả thì nhìn họ gọi là hàng nhái, nó giống như hàng thật. Mình nhìn biết đâu là thật, đâu là giả. Làm sao biết? Thử biết. Hả? Thử mới biết thôi, sai mới biết thôi. Chứ còn nhìn thì giống lắm. Nhưng mà đem cái áo giả về mặc ít bữa thì nó sờn, ít bữa thì nó rách. Đưa cái giày da, rồi da thứ thiệt về, đi ít bữa thấy đau chân, cứ sưng phồng chân, biết đó là hàng giả. Cho nên muốn biết thật giả thì phải thử mới biết, phải dùng mới biết. Cũng bằng tiến sĩ thật, tiến sĩ giả khác nhau ở chỗ nào? Cũng có bằng tiến sĩ mà. Cũng áo mão cân đai, cũng chụp hình, cũng quay phim mà. Làm sao biết tiến sĩ thật, tiến sĩ giả? Hả? Hả? Cũng phải thử tài thôi. Đưa một, cho tôi coi bài viết của anh. Hoặc là chúng ta ngồi nói chuyện, trao đổi thì biết, hỏi chả biết cái gì thì giả quá, lòi ra thôi. Cho nên chúng ta nghe bài đọc 1 ở trong sách ngôn sứ Jeremia, ta thấy có hai loại tiên tri thật và tiên tri giả. Tiên tri thật là Jeremia, là người công bố sứ điệp của Chúa, là người kêu gọi người dân trở lại và người dám sẵn sàng nói một sự thật, dám sẵn sàng cảnh báo là nếu không sẽ có hình phạt, sẽ có tai họa. Dám nói sự thật, chấp nhận sự thật, mất lòng. Và có khi mất mạng luôn. Đó là tiên tri thật đó. Dám sống chết, dám lấy mạng sống mình ra bảo đảm cho lời mình nói. Và lời nói ấy là lời nói mà mình chỉ lấy từ Thiên Chúa mà nói. Ý của Chúa, truyền đạt ý của Chúa, chứ không truyền đạt ý của mình. Và mình nói không cần phải lấy lòng, mà đôi khi chấp nhận mất lòng và mất mạng. Đó là tiên tri thật. Còn tiên tri giả là những người su nịnh, là những người nói sai sự thật chỉ để làm vừa lòng vua Chúa, vừa lòng người đời, để cho người ta khen mình, để cho người ta có dễ dàng với mình. Không dạy gì mà nói sự thật để mất lòng. Có nhiều người khuyên tôi, thôi cha đừng có nói thật quá rồi mất lòng. Cha nói cứ nói chung chung thôi. Rồi đừng có đụng chạm đến thực tế. Đến thực tế thì nhiều khi nói trúng tim đen người ta khó chịu lắm. Nhiều khi nói sự thật quá, nó bẽ bàng, nó phũ phàng lắm. Mà như vậy thì người ta ghét. Còn nếu mà cha cứ nói khen người ta, cứ nói tốt, nói hay, bóng bẩy gì đó, làm cho người ta cảm thấy sống phơi phới trên mây trên gió, đó có phải ngon hơn không? Rồi lợi lộc nó về không? Còn cha nói thật quá, những người giàu họ khó chịu, đâu ai giúp đâu. Tôi nói rất đúng, rất hay, ý kiến rất hay về mặt thế gian, về mặt con người thì nên làm như thế. Nhưng chúng ta sống ở thế gian mà không thuộc về thế gian mà. Ta vâng lời Chúa hơn vâng lời người thế gian mà. Tội gì mình lại phải chiều lòng người thế gian, tội gì phải nghe lời thế gian mà không làm theo lời Chúa. Và mình chiều lòng người ta có chiều được mãi không? Nay vừa lòng, mai có thể cũng mất lòng. Làm sao mà chiều người ta được? Vì lòng người ta cũng còn chưa biết như thế nào mà sao mà mình chiều người ta được. Nay ông đang thích ăn món này, chiều ông. Mai tôi đưa món nữa cho ông có thích không? Không. Sao vậy? Ngán rồi. Ngán rồi. Xong trước thì ngon lắm, ngon lắm. Mới hôm trước khen ngon lắm sao? Ngán rồi. Về miệng đã ngán rồi. Sao chiều người ta được? Thấy không? Không có chịu được đâu. Cho nên là đừng khuyên tôi là lấy lòng người ta, chiều lòng người ta để cho mình cũng được hài lòng, chưa chắc. Cái điều mà đáng sợ nhất là mất lòng Chúa, tôi sợ hơn. Còn cho dù cả thế gian nó súng vào, nó bủa vây, nó chửi bới, nó làm tình, làm tội, muốn làm gì thì làm. Miễn là làm đẹp lòng Chúa. Miễn là không mất lòng Chúa, còn làm đẹp lòng người ta hay là mất lòng người ta, đẹp lòng cũng được,
mất lòng cũng được, miễn là đẹp lòng Chúa. Thế thôi. Những người mà họ sống theo Chúa thì họ sẽ thấy mình nói như vậy họ được lòng. Mà những người không sống theo Chúa thì họ thấy họ mất lòng. Thôi thì được lòng cũng được, mất lòng cũng được, miễn là được lòng Chúa là được. Là được. Chứ còn chiều họ làm sao mà chiều? Làm sao chiều được? Làm sao lúc nào anh cũng làm vừa lòng mọi người được mà lại bá nhân bá tánh, trăm người trăm tính? Rồi anh thích ăn món gì? Nói. Khoai lang. Khoai lang. Bà thích khoai gì? Khoai mì. Khoai mì. Mình biết sao mua khoai nào đấy? Khả năng mình chỉ có thể mua được một thứ khoai gì mà tính chiều ông hay chiều bà? Chiều bà. Ông này ông khôn, đúng chiều bà. Nhưng mà nay bà thích khoai mì, mai bà thích khoai gì? Khoai môn, khoai sọ, khoai từ. Thôi con lạy bà. Lúc này ông dám chiều bà được nữa không? Còn chiều nổi nữa không? Hả? Không. Không, không chiều được đâu thưa anh chị em. Không chiều được đâu. Mình cứ sống theo lời Chúa, sống theo lương tâm của mình và làm những gì đẹp lòng Chúa, vinh danh Chúa và lợi ích các linh hồn, chứ không phải là lợi ích cho mình. Cho khi mình làm để lợi ích cho mình, vì để được người ta khen, để được người ta hài lòng, để khỏi mất lòng người ta, thì có lợi cho mình, thì đồng ý. Nhưng mà lợi thế gian này mất linh hồn thì được gì? Vậy thì tội gì mà phải lấy lòng, chiều lòng? Tội gì phải làm tiên tri giả? Cứ thật đi. Thật không sợ lửa, vàng thật có gì sợ lửa? Tôi nói trao sợ, sợ người ta bêu riếu rồi người ta ran tin này tin kia ầm ĩ lên. Vàng thật sợ gì lửa? Mà cho dẫu cả thế gian này có hùa chống lại đi mà Chúa không bỏ mình, người ta bỏ mình thì kệ người ta, Chúa không bỏ mình được rồi. Có Chúa bênh đỡ tôi sợ gì ai? Có Chúa che chở tôi sợ gì ai? Mà Chúa bảo những người đi loan truyền lòng thương cho Chúa, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Ta chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, không kẻ thù nào làm hại được họ. Và giờ chết của họ là giờ ra đi trong bình an. Đi đi, loan truyền lòng thương cho Chúa. Bận tâm gì lời khen tiếng chê, bận tâm gì vừa lòng hay không hài lòng. Cứ là những tiên tri thật, mạnh dạn là bước, những tông đồ của lòng thương cho Chúa. Mạnh dạn tiến lên. Đi. Lên. Lên. Tiến lên! Tiến lên! Tiến lên! Vâng, thưa anh chị em và các bạn, nếu mình là những người thật, việc thật như vậy, chẳng có gì để sợ. Họ muốn nói mình bày, mình dàn, mình dựng, họ muốn nói gì thì nói, là chuyện của thế gian. Nói là chuyện của họ, còn làm là việc của mình. Không nói, không làm họ có nói không? Có. Làm họ có nói không? Có. Nói cũng được, mà không nói cũng được. Miễn là làm đẹp lòng Chúa là được. Vậy thôi, bận tâm làm cái gì? Và khi mình làm theo con đường của Chúa, ta thấy sướng, thấy hạnh phúc. Ở cái chỗ là gì? Là Đức Giê-xu, mình theo Ngài, là đấng luôn chạy lòng thương. Khi muốn đến một nơi hoang vắng riêng biệt để nghỉ ngơi, nhưng mà dân chúng nghe biết vậy thì lại từ các nơi đi bộ mà đi theo Chúa. Đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Ngài. Ta mới thấy tâm lòng của những người dân. Lúc mà họ phấn khởi hồ hởi thì giá nào họ cũng theo. Đi bộ từ các thành mà đi đến gặp Chúa ở nơi hoang địa, nơi thanh vắng. Lúc đó ra khỏi thuyền, Đức Giê-xu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạy lòng thương. Trông thấy đoàn người đông đảo thì chạy lòng thương. Trông thấy người ta khốn khổ thì chạy lòng thương. Không ai chạy lòng thương à? Chạy thì la lên. Trông thấy người ta nghèo túng thì chạy lòng thương. Trông thấy người ta khao khát lòng thương xót Chúa mà người ta không có máy nghe thì chạy lòng thương. Trông thấy người ta khao khát muốn lần chuỗi mà không có chuỗi thì chạy lòng thương. Trông thấy người ta đang ốm đau bệnh tật thì chạy lòng thương. Trông thấy người ta giàu có mà người ta không biết đến lòng thương xót Chúa thì chạy lòng thương. Chứ không phải chỉ chạy lòng thương những người nghèo, những người khổ đâu. Tôi chạy lòng thương những người giàu. Tôi chạy lòng thương những người có chức, có quyền.
mà không biết đến lòng thương xót Chúa. Tôi chạy lòng thương những người không có lòng xót thương. Họ không có lòng xót thương. Họ không đón nhận lòng thương xót của Chúa. Họ chẳng thương xót anh chị em mình. Thì mình cũng chạy lòng thương. Chứ không phải mình phân biệt đối xử, mình loại trừ họ, bảo ô cái đám đó mà hơi đâu mà lo cho họ. Tôi lo chứ. Tôi thương chứ. Thương những người giàu chứ. Thương những người có chức có quyền chứ. Cũng mong họ được đón nhận lòng thương xót Chúa chứ. Cũng mong họ được cứu chứ. Vì Chúa đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất mà. Đâu có loại trừ giàu hay nghèo, sang hay hèn, quý tộc hay là bần cùng. Không. Những cái gì hư mất. Có thể giàu cũng hư mất mà, nghèo cũng hư mất mà. Phải không? Khỏe cũng hư mất mà, yếu cũng hư mất mà. Có những người yếu có phải là họ không hư mất không? Họ thất vọng, họ chán nản, họ cũng kêu trách Chúa và họ bỏ Chúa vì đau ốm bệnh tật. Những người giàu khỏe mạnh quá cũng vì khỏe quá mà bỏ Chúa, để khỏe quá mà đi ăn đi chơi mà thì cũng bỏ Chúa thôi. Những người giàu có quá mà đâu cần Chúa cũng bỏ Chúa, mà nghèo quá thì cũng than trách và bỏ Chúa. Cho nên cầu nguyện xin cho con đừng quá giàu và đừng quá nghèo. Giàu quá con cao ngạo, con bỏ Chúa. Nghèo quá con than thở, con trách Chúa và con cũng bỏ Chúa. Xin cho con lương thực hàng ngày vừa đủ và biết là đủ. Xin con biết đủ khó. Vì chúng ta cứ nói xin cho con hàng ngày dùng đủ mà biết bao giờ cho đủ. Ông kia thì được xe hơi thì đòi máy bay. Đủ chưa? Máy bay đủ chưa? Chưa. Còn gì nữa? Phi thuyền. Phi thuyền đi đâu? Sao hỏa. Sao hỏa? Tôi cung trăng chưa nổi rồi đi sao hỏa nữa chứ. Nhanh quá. Nhanh quá. Tôi thấy lòng quan tham của người không? Vậy thì Chúa chạy lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Việc Chúa chữa lành các người bệnh là có thật mà. Và bây giờ chẳng nhẽ Chúa không chữa lành những người có bệnh hay sao? Vậy thì Chúa hết phép rồi hay sao? Bây giờ Chúa vẫn chữa lành chứ. Chữa lành những người bệnh chứ, đây này, chữa lành các bệnh nhân của họ. Những người mà bệnh họ đưa tới để xin Chúa chữa lành, Chúa chữa mà. Mà bây giờ cứ nghe đến chuyện chữa lành là ta có vẻ dị ứng. Bảo làm gì có chuyện đó, hay. Chúa mà không chữa thì có thuốc nào cũng vô ích. Cho nên mình cầu nguyện là xin cho con được gặp thầy, gặp thuốc. Chúa có thể chữa bệnh bằng cách này, bằng cách nọ, bằng cách kia. Qua tay của ông thầy này, qua thuốc của người nọ. Cũng ông thầy đó mà chữa, cũng cái bệnh đó mà ông A được khỏi, bà B không khỏi là sao? Cũng cái thuốc đó mà cô C uống thì hết, mà cô D uống thì lăn quay ra sùi bọt mép là sao? Cũng bệnh đó mà, cũng thuốc đó mà đánh đó, thì phải khỏi như nhau chứ phải không? Mà không, mỗi người Chúa cho thì mới được, đâu phải cứ muốn là được. Cho nên Chúa chạy lòng thương các bệnh nhân. Đó là lòng thương xót đấy. Đó là lòng thương xót đấy chị anh chị em. Vì khi mà anh chị em được Chúa chữa lành thì hãy cảm ơn Chúa, chứ đừng vội cảm ơn ông thầy này, bà lang kia hay thuốc này thuốc nọ. Nếu Chúa không chữa, ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng bằng uổng công mà thôi. Nếu mà Chúa không chữa thì có thuốc nào, tiền bao nhiêu, chỉ có tiền mất tật mang mà thôi. Mà nếu đã được chữa lành rồi thì hãy tin và hãy tạ ơn Chúa trước đã. Và nói rằng Chúa chữa con qua ông thầy này, qua bà lang nọ, qua thuốc kia. Họ chỉ là dụng cụ Chúa dùng, phương tiện Chúa dùng để truyền tải ơn Chúa đến cho mình. Cũng như anh chị em đến cầu nguyện với tôi, cùng với tôi. Tôi luôn luôn nói và bây giờ tôi cũng nói lại một lần nữa, không biết lần thứ bao nhiêu rồi. Vẫn chỉ một lời ấy, đó là Chúa chữa lành, Chúa ban ơn cho anh chị em. Tôi không phải là người chữa lành, cũng không phải là người ban ơn. Đừng đổ cho tôi tội nghiệp. Tôi không có xứng đáng mà tôi cũng chẳng có khả năng làm được chuyện đó đâu. Tôi chỉ có cùng với anh chị em cầu nguyện và nhắc nhở anh chị em hãy tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Lòng tin của anh chị em cứu chữa anh chị em. Anh chị em tin thế nào thì sẽ được như vậy. Chứ không phải là tôi là ông thầy bùa hay thầy ngải hay là một thầy nào đó mà anh chị em tôn sùng để mà cứ đến là khỏi. Không đâu. Đến với Chúa và anh chị em đến với tôi thì tôi cũng mời anh chị em, chỉ cho anh chị em con đường đến với Chúa, đấng giàu lòng thương xót. Anh chị em tin vào Ngài thì Ngài chữa cho anh chị em. Tin hay không tin, anh chị em được tự do lựa chọn. Và được khỏi hay không khỏi cũng là do sự lựa chọn tin hay không tin của anh chị em. Và khi chiều đến,
Các môn đệ lại gần thưa với Chúa: nơi đây hoang vắng và muộn rồi, xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Giải pháp của các môn đệ là giải pháp dễ nhất, và giải pháp đó là giải pháp phủi tay, không có trách nhiệm. Ta kéo đến đông, tôi đâu có mời đâu mà đến. Bây giờ đến rồi thì chiều rồi, không có gì mà ăn thì thôi, Thầy giải tán họ đi, cho họ đi về, họ mua thức ăn và làng mạc mà mua. Có chạnh lòng thương không? Không. Chúa Giêsu chạnh lòng thương mà chữa lành. Còn các môn đệ không có bắt chước Thầy mình chạnh lòng thương, đáng lẽ phải nói như thế nào? Thưa Thầy, họ đi theo mình, sáng giờ không có gì ăn, đói lắm rồi Thầy. Thầy thương họ đi. Thầy có cách nào giúp họ đi, phải không? Thầy có cách nào cứu họ đi. Chúng con tin rằng Thầy làm được chuyện đó, vì con đã thấy Thầy làm được những chuyện lạ lùng. Chúng con tin vào quyền năng, và nhất là Thầy chạnh lòng thương. Thầy vừa mới chạnh lòng thương những người bệnh, mà tại sao Thầy lại không thương được những người đang đói? Bệnh với đói đều cần mà. Thầy xin thương họ, và con tin rằng Thầy làm được. Phải nói như vậy mới đúng chứ. Như đây, thưa Thầy, giải tán đám đông họ về làng mạc mà mua lấy thức ăn. Vô trách nhiệm thế, phải không? Vô trách nhiệm thế. Chúa Giêsu bảo họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Chúa Giêsu giáo dục các môn đệ, giáo dục đệ tử của mình nghiêm khắc, không có cho họ đi đâu cả. Đừng có phải phủi trách nhiệm như thế, không được. Chính anh em phải chịu trách nhiệm, phải cho họ ăn, phải biết xót thương họ, phải tìm cách, phải nghĩ cách, chứ không phải là bó tay, gì nữa, bó tay, chưa làm, chưa nghĩ, chưa thử, chưa hơi tí là xuôi tay, bó tay rồi buông tay rồi bỏ cuộc. Không, chính anh em phải cho họ ăn. Bằng cách nào? Ở đây chúng con vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Được, đem lại đây. Phải có sự đóng góp và sự cộng tác của anh chị em vào ơn phúc của Chúa, chứ phải nằm chờ sung rụng. Cái nỗ lực của anh chị em là những gì mình có thể làm được, khả năng mình có thể làm được. 5 bánh và 2 con cá đó là thời giờ của anh chị em, là tiền của anh chị em, là công sức của anh chị em, là những cố gắng thiện chí của anh chị em, là nụ cười của anh chị em, là cái bắt tay của anh chị em, là lời thăm hỏi của anh chị em. Đó là những thứ mà Chúa mời của anh chị em sử dụng nó và ra đi làm, loan truyền lòng thương cho Chúa, làm chứng cho lòng thương cho Chúa. Một nụ cười ấy lan tỏa ra, biết bao nhiêu người được nhận biết lòng thương cho Chúa. Một lời hỏi thăm, một ánh mắt, những cái điều đó người ta đang cần đấy, thì hãy cộng tác với Chúa để nhờ ánh mắt ấy, nhờ nụ cười ấy, nhờ công việc ấy, nhờ bàn tay ấy mà người ta nhận biết được lòng thương xót của Chúa, và Chúa sẽ làm cho những việc mình làm từ những việc rất nhỏ ấy mà có hiệu quả vô cùng lớn. Một cái máy này thôi, họ truyền cho nhau, biết bao nhiêu người được ơn trở lại. Một cái máy bệnh nhân thôi, nằm trong phòng bệnh, truyền cho nhau, biết bao nhiêu người bệnh được ơn. Tin cậy, phó thác vào Chúa, không còn kêu la trách móc buồn sầu nữa, mà là tin tưởng cậy trông. Chúa mời gọi anh chị em hãy lấy 5 cái bánh và 2 con cá của mình để đóng góp vào quyền năng của lòng thương xót Chúa, để quyền năng lòng thương xót Chúa được thể hiện qua 5 cái bánh 2 con cá, để lòng thương xót Chúa được thể hiện qua tấm lòng thương xót của anh chị em với những người đang khao khát được xót thương. Mời anh chị em mở kinh nguyện lòng thương xót Chúa cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an.
tình yêu Chúa tươi đẹp hơn muôn muôn ngàn đóa hoa. Tình yêu thật dịu dàng tựa vầng trăng giữa trời đêm tối. Chúa dẫn dìu con điên trong tình yêu chưa tràn hồng ân thiên tha diệu huyền. Còn con đây luôn lần bước đi trong miền tối tăm, trơn thấy hồn muộn phiền, ôi tình yêu đã xa vời trong vắng. Có thấy ủi ân ở nơi trần gian chỉ là phù vân thoáng qua trong đời. Cha ấy đưa con thoát cơn buồn đau, dẫn đưa con đến nơi đầy hoa. Cô thông reo chim hót nhờn nhơ vui hiệu ca. Tình yêu cha đưa bước con vào chốn thần tiên, đưa bước con về đinh bình yên, nơi đó không còn những Tủ sách Tín Thác. Mến chào anh chị em và các bạn. Thưa anh chị em và các bạn, Tủ sách Tín Thác đang gửi đến anh chị em và các bạn cuốn sách thứ 3 mang tựa đề Hành Trình Lòng Thương Xót. Hành trình lòng thương xót vẫn chưa kết thúc, còn tiếp tục. Chưa biết đến bao giờ, con đường lòng thương xót Chúa vẫn còn thăm thẳm chiều trôi. Vì còn biết bao nhiêu người chưa biết đến lòng thương xót Chúa, thì hành trình ấy vẫn chưa ngừng, cuốn sách ấy vẫn chưa có đoạn kết. Vì còn có biết bao nhiêu con người nghèo khổ đói khát, vật chất lẫn tinh thần, thì hành trình ấy còn phải tiếp tục. Những thiện nguyện vẫn còn phải lên đường để viết tiếp. Và hôm nay, mời anh chị em và các bạn lắng nghe bài viết số 64 mang tựa đề Chắc Cả Đao, Củ Lao Ông Trưởng. Chắc cả đao, củ lao ông trưởng. Đã từ lâu, thành ngữ chắc cả đao thường dùng để chỉ những vùng sâu vùng xa ở tận cuối miền Nam nước Việt. Gặp những người miền quê miệt vườn lên thành phố ngơ ngác, người ta cũng gọi là dân chắc cả đao. Tò mò hỏi thành ngữ này, chúng tôi mong ước có một chuyến công tác ở Chắc Cả Đao, củ lao ông trưởng một lần cho biết. Mơ được ước thấy, Chúa chiều lòng chúng tôi, những con người tội lỗi được mời gọi đi phục vụ. Chuyến công tác bác ái chúng tôi đặt chân đến miền đất hứa này. Chúng tôi đã bắt đầu dành những phần bớt chi tiêu hàng ngày, nhịn ăn nhịn mặc để đóng góp cho chuyến công tác bác ái Chắc Cả Đao, củ lao ông trưởng. Đêm thứ bảy, đoàn công tác gồm 120 người thiện nguyện chất đầy hàng hóa trên hai xe 45 chỗ, một xe 18 chỗ và một xe 7 chỗ, cùng với hai xe tải, nhắm hướng Chắc Cả Đao, củ lao ông trưởng lao mình trong màn đêm. Những thiện nguyện mang theo hàng tấn hàng hóa là những món quà chan chứa tình yêu thương
của cộng đoàn lòng thương xót gửi đến những anh chị em vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn, nghèo túng. Đó là món quà lòng thương xót tích lũy từ những đồng xu của bà quá, tiền dành quà sáng của em thiếu nhi, tiền bỏ heo của bệnh nhân nhí, tiền gửi tiết kiệm của những cặp vợ chồng trẻ, tiền dành dụm của những người kinh doanh, đến sự đóng góp của những anh chị em tôn giáo bạn, những người Việt sống nơi xứ ngoài. Chuyến đi bác ái là hành động thiết thực liên kết mọi người, là một, thông cảm và chia sẻ cái khó, cái khổ với người khác. Và đó là lời tạ ơn đẹp nhất dâng lên Thiên Chúa vì những gì Chúa ban cho. Chuyến đi chắc cả đau của lão ông trưởng dài hơn và không ít vất vả, nhưng cũng là dịp để thiện nguyện cùng với người linh mục Lãng Tử được sải bước chân mang niềm vui và hy vọng đến với những con người đau khổ, thiếu thốn, không biết bám víu vào đâu ngoài lòng Chúa thương xót. Những người lính mới. Trong thánh lễ kết thúc, linh mục Lãng Tử kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện dâng chuyến công tác đường xa cho Chúa. Xin mẹ Maria và thánh Giuse che chở đồng hành. Sau thánh lễ, không kịp cơm nước, chúng tôi vội vã thu dọn hành trang lên đường. Cả đoàn chúng tôi gồm 6 chiếc xe, xe nào cũng chật đầy hàng hóa, người và hàng chen chúc nhau chật như nêm. Từ một năm nay, tháng nào cộng đoàn cũng có chuyến công tác bác ái xã hội, nhưng đây là chuyến công tác đặc biệt, cho nên hàng hóa chất rất nhiều hơn mọi lần và các bạn trẻ tình nguyện đi phục vụ cũng đông hơn. Điều lạ lùng là có rất nhiều gương mặt mới. Sự trẻ trung và năng động của các bạn làm cho bầu khí vui tươi quên đi mệt nhọc, đẩy lùi cái cơn buồn ngủ. Lòng thương xót Chúa đã thôi thúc và quy tụ các bạn trong niềm vui, hy vọng của sự dấn thân, thiện nguyện khát vọng. Có bạn tâm sự trước khi gia nhập nhóm thiện nguyện, cứ cuối tuần là tổ chức ăn nhậu, ăn chơi, lê lết hết vũ trường này đến hộp đêm kia, gây phiền lụy cho gia đình và người thân, tốn kém thời giờ và sức khỏe. Thế nhưng đi hoài cũng chán, thấy vô nghĩa, có thấy gì vui đâu. Mà không đi ăn chơi thì biết làm gì bây giờ? Nhưng từ khi bạn ấy đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa và gia nhập nhóm thiện nguyện thì thấy cuộc sống vui hơn, có ý nghĩa hơn. Đi công tác như thế này thú vị hơn nhiều. Mặc dù phải vất vả, hy sinh, gian khổ, nhưng dù sao đi nữa cũng không mệt và oải như sau mỗi chầu nhậu hay là những canh bạc thâu đêm suốt sáng. Cù lao ông trưởng. Chuỗi chẳng hạt mân côi là khúc dạo đầu không thể thiếu được trong mỗi chuyến công tác. Nhờ mẹ đồng hành mà chúng tôi vượt qua được biết bao trở ngại, nguy hiểm, khó khăn, mọi mặt tưởng chừng như không thể vượt qua được bằng sức của con người. Dứt lời kinh là phần cơm tối trên xe với một trái bắp luộc nóng hổi và một cái bánh giò. Sau khi ca hát sinh hoạt trên xe để quên đi chặng đường dài, mệt mỏi, chúng tôi ngủ gà ngủ gật. Sau 7 tiếng đồng hồ trên xe dông dội trong đêm, chúng tôi có mặt ở bến đò Mương Ranh lúc 3 giờ 30 phút sáng. Đường vắng tanh, không một bóng người. Không kịp nghỉ ngơi, đoàn quân lặng lẽ chuyển cả chục tấn hàng hóa từ xe tải băng cánh đồng xuống xà lan. Không còn đường bộ nữa, chúng tôi phải vượt sông để đến điểm hẹn Giêsu thứ nhất của chuyến công tác. Đó là giáo xứ Nhân Mỹ nằm trong Cù Lao Ông Trưởng, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Trong màn đêm khuya khoắt, ngồi trên đò chật cứng người và hàng hóa, trôi trên dòng sông Hậu để đến điểm hẹn Thầy, tôi như được nghe lại nhịp đập trái tim mình cũng như của các bạn đồng hành. Trái tim tôi như đập rộn rã hơn để thấy còn đó những cơ hội cho nhịp đập vui tươi ấm áp.
Còn đó những vòng tay yêu thương của cha mong mỏi đợi chờ những đứa con hoang đàn trở về. Có lẽ nhờ chuyến công tác này mà tôi cảm nghiệm sâu xa hơn tình yêu của Thiên Chúa. Một con người đi hoang nay trở về. Ngồi trên mũi thuyền, ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh một vì sao le lói, dường như tôi gặp được ánh mắt đầy yêu thương trìu mến của Giê-xu. Ánh mắt ấy khuyến khích dục dã tôi tiến bước không dừng lại ở những hối hận ăn năn, không nhìn về quá khứ nhưng hướng đến tương lai. Ánh mắt trong đêm trên dòng sông Hậu ấy đem lại cho tôi niềm vui và hy vọng, thay cho sự sợ hãi hay ngại ngùng vì mình đã mang nhiều lỗi lầm bất xứng trong quá khứ. Đêm hôm nay tôi phải là một con người mới. Đêm hôm nay ánh sao ấy phải bắt đầu sáng lên, không còn chìm trong đêm tối của tội lỗi ăn chơi sa đọa nữa. Giáo sứ nhân Mỹ. Đò cập bến, sau khi bốc rễ hàng hóa vào nhà xứ an toàn thì trời cũng vừa sáng. Suốt một đêm không ngủ, vượt đường trường, băng qua sông, lội qua đồng với tấn tấn hàng hóa, chúng tôi chỉ có 30 phút phủi bụi đường xa để kịp tham dự thánh lễ lúc 6 giờ. Dù là ngày Chủ nhật, nhưng trong ngôi giáo đường nhỏ, giáo dân đi lễ có chừng vài chục người. Nhóm thiện nguyện chúng tôi chiếm hết 2/3 nhà thờ. Nhân Mỹ là một giáo xứ truyền giáo nằm trên Cù Lao Ông Trưởng, gần bên Chắc Cà Đao hẻo lánh. Được hình thành từ năm 1961, nhưng không có linh mục cai quản suốt nhiều năm. Thỉnh thoảng mới có các cha bên kia sông Hậu qua dâng lễ và ban các bí tích. Giáo dân tự giữ đạo và truyền đạo cho con cháu trong nhiều năm. Mãi đến năm 1991, giáo xứ mới có linh mục về chăm sóc. Gần nhà thờ chỉ có chừng hơn 10 gia đình công giáo. Phần lớn giáo dân ở xa, có khi đến gần 30 cây số, rải rác trên địa bàn thuộc xã Nhân Mỹ và Mỹ Hội Đông. Dân số trong vùng khoảng 60.000 người, nhưng chỉ có gần 700 người công giáo, 700 trên 60.000. Một con số rất khiêm tốn. Giáo dân sống chung với lương dân, rồi cưới vợ gả chồng với người khác đạo, không có bí tích hôn phối rất nhiều. Có khoảng 80% gia đình rối đạo. Tham dự thánh lễ Chủ nhật sáng nay, chỉ thấy những người lớn tuổi và một ít thiếu nhi, những người trẻ không thấy đâu. Cuộc sống ở đây rất khó khăn, là nông dân, nhưng người dân không có đủ ruộng đất để cấy cày. Đa số phải đi làm lúa mướn hoặc làm công trong những lò gạch. Nghề gạch thủ công tồn tại cả 100 năm tuổi, nhưng cũng không vực họ thoát khỏi cái nghèo. Vì suốt đời cha đời con, họ chỉ là những người làm công. Đã nghèo lại gặp cái eo. Không ít công nhân lò gạch đã gánh chịu tai nạn nghề nghiệp thảm khốc. Những người mắc bệnh đường hô hấp vì suốt ngày hít bụi gạch. Người khác mang kiếp tàn phế, cụt tay cụt chân vì bị máy ép gạch nghiền nát. Chị Út nấu ăn trưa hôm đó, đưa bàn tay trái chỉ còn 2 ngón cho chúng tôi, coi đó là một bằng chứng. Cuộc sống có quá khó khăn, cho nên ngày càng ít người lưu lại quê nhà. Những người trẻ phải bỏ nhà, bỏ cửa, vườn tược, bôn ba, tìm việc ở các tỉnh xa như là Bình Dương, Đồng Nai. Làng quê đã buồn hiu hắt, giờ lại vắng bóng trai trẻ, chỉ còn lại người già, trẻ nhỏ coi vườn giữ nhà. Chúa mời gọi chúng tôi đến với cái buồn hiu hắt đó, để đem tia sáng, niềm vui, hy vọng, lòng thương xót Chúa đến cho vùng đất Chắc Cà Đao này. Loan báo tin mừng. Có đến tận Chắc Cà Đao Cù Lao Ông Trưởng mới hiểu được hoàn cảnh khó khăn của bà con nơi đây như thế nào. Đúng là thức đêm mới biết đêm dài, đoạn trường ai có qua cầu mới hay.
trong mầu nhiệm nhập thể. Chúa Giêsu đã làm người như chúng ta. Ngài cũng kinh qua những nỗi lầm than của kiếp người. Hơn ai hết, Ngài thấu hiểu mọi nỗi niềm sâu lắng của từng người. Chúng tôi chỉ biết tạ ơn Chúa vì trong lúc khó khăn thế này, Chúa đã an ủi và gánh vác với người dân ở chắc cả đau này qua tấm lòng chia sẻ của cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót Chúa làm cho con người xích lại gần nhau hơn, không còn phân biệt hay có khoảng cách nào. Nhóm thiện nguyện làm nhiệm vụ chuyên chở đức tin bằng hành động của cộng đoàn qua những chuyến công tác bác ái như thế này. Đó là cách loan báo tin mừng sống động để mời gọi những ai nguội lạnh hãy trở về với Chúa. Những ai chưa biết Chúa sẽ nhận ra một Thiên Chúa giàu lòng thương xót qua những việc bác ái này mà tin tưởng chạy đến cậy trông vào người. Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là các con thương yêu nhau. Lời chứng giữa chợ. Sau bữa sáng, vì lý do nhạy cảm, người phụ trách địa phương đề nghị chúng tôi, thay vì phát quà trong nhà thờ, thì hãy đưa ra khu vực chợ tại ấp Nhân Lộc. Việc thay đổi vào phút chót này sẽ thêm phần vất vả cho nhóm công tác, vì phải chuyển hàng hóa đi xa, thiếu tốn phương tiện di chuyển. Nhưng đó lại là một sự an bài tuyệt vời của Chúa. Khu vực này số người công giáo chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Chúng tôi đâu dám nghĩ đến việc chia sẻ những món quà lòng thương xót Chúa ngoài khu vực nhà thờ. Mặc dù đối tượng được phát quà là những gia đình nghèo không phân biệt tôn giáo. Lạ lùng thay, quyền năng của Thiên Chúa qua biến cố này. Lòng thương xót Chúa được loan truyền ngay giữa chợ, chứ không chỉ đóng khung trong khu vực nhà thờ mà thôi. Hai chiếc xe tải được huy động gấp để chở quà, còn tất cả chúng tôi đều quốc bộ giữa trưa hè nắng chói chang. Trong mọi chuyến công tác, Linh Mục Lãng Tử vẫn luôn nhắc nhở những thiện nguyện phải dành ưu tiên cho hàng hóa, phải cố gắng bảo quản quà bằng mọi giá để trao tận tay người nhận. Sau chặng đường dài, nhóm công tác đã chuyển 300 phần quà đến trước trụ sở ấp. Thiện nguyện đem lại niềm hy vọng cho những mảnh đời rách nát nơi khu chợ Sơn Đốt. Phiên chợ đang nhóm họp đông đảo giữa trưa. Sự xuất hiện của những người trẻ thiện nguyện, hành động thay lời nói, là một lời chứng hùng hồn nhất của việc rao giảng tin mừng, loan truyền lòng Chúa thương xót. Bà con đổ về để chứng kiến cảnh phát quà của cộng đoàn lòng Chúa thương xót trong sự ngỡ ngàng và nhiều thắc mắc. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ thấy cảnh tượng dễ thương này. Những người dân trong vùng đón đường những anh nhận quà và hỏi cho được quà này ở đâu vậy? Buổi sáng Chủ nhật hôm nay, khung cảnh chợ Sơn Đốt hết sức nhộn nhịp. Những trái bóng bóng to đủ màu sắc được các em bé tung tăng trên tay như những chiếc áo rực rỡ cho những con đường làng đầy nắng bụi. Một sức sống mới, một niềm vui rạng rỡ trong ánh mắt trẻ thơ. Vì hôm nay, các em mới có được một món quà đẹp như mơ thế này. Những trái bóng từ lúc sinh ra đến giờ, các em chưa được nhìn thấy, chứ đừng nói cầm trên tay. Sau nhiều chuyến công tác bác ái, nhóm thiện nguyện đã dần trở thành những người có nghiệp vụ chuyên môn. Trụ sở của ấp quá nhỏ, không chứa hết hàng hóa. Chúng tôi được phép đưa ra ngoài đường ngay mặt chợ làm công việc mà Giêsu đã ra lệnh cho các tông đồ ngày xưa, đó là các con hãy cho họ ăn. 300 phần quà được trao cho bà con cách hết sức nhịp nhàng. Một phần quà gồm gạo, mì, nhu yếu phẩm, chai bong bóng to và một bao lì xì nữa. Những người công giáo thì được nhận thêm tràng hạt kinh thánh hình lòng thương xót Chúa, chuỗi và những tư liệu về lòng thương xót. Ai ốm đau thì được khám bệnh phát thuốc. Ai muốn làm đẹp thì có nhóm cắt tóc phục vụ tận tình. Món quà lòng thương xót đem lại niềm vui rất lớn cho bà con ở đây.
Chị Thắm, một người nhận quà, tâm sự: tôi ở đây từ nhỏ đến lớn nhưng chưa có ai tặng quà nhiều đến như vậy. Chị không phải là người Công giáo nên chị nói: tôi tưởng chị mới người có đạo mới được nhận quà chứ, đâu ngờ mình cũng có quà. Mừng ghê, cảm ơn mấy cô chú nghe. Lời lẽ dân dã mộc mạc lắm, nhưng ánh mắt nụ cười trên môi chị như chứa đựng tất cả. Hôm nay, chị cũng như bà con vùng chắc cả đao này đã được đón nhận tình yêu Thiên Chúa qua tấm lòng sẻ chia quảng đại của cộng đoàn lòng thương xót. Dường như cuộc sống quá khó khăn khiến người ta quen sống co cụm, chỉ lo cho mình trước, rất ít mở lòng cho người khác. Hôm nay họ xôn xao không chỉ vì được nhận quà mà còn vui vì được yêu thương phục vụ. Sự hiện diện của nhóm thiện nguyện làm cho khu chợ rạng lên niềm vui và cho họ thấy niềm hy vọng rằng trên cõi đời này vẫn còn có những tấm lòng. Giáo họ Mỹ Hội Đồng. Tạm biệt điểm hẹn Giê-xu thứ nhất, chúng tôi quốc bộ ra bến đỏ Sơn Đốt, đi đò dọc theo sông để đến điểm hẹn Giê-xu thứ nhì là nhà thờ Tham Buôn. Đây là một họ lẻ của giáo xứ Nhân Mỹ, nhưng hai nhà thờ cách nhau đến 10 cây số. Ngôi thánh đường nhỏ mang nét cổ xưa này thuộc xã Mỹ Hội Đông, được xây dựng từ thời các linh mục Thừa Sai đến Việt Nam truyền giáo. Nơi đây từng có thời rất phồn thịnh, nhưng đến khi loạn lạc cấm cách vào năm 1945 đến năm 1954, giáo dân phải tha phương lánh nạn. Khi bình yên trở lại, chỉ có một số ít tín hữu quay về chốn xưa. Nhà thờ bị tàn phá nặng nề. Từ đó, giáo dân tự giữ gìn đức tin mãi cho đến năm 1977 mới có linh mục về phụ trách. Mỹ Hội Đông là một hòa đạo nhỏ nhất và nghèo nhất của giáo phận Long Xuyên. Có khoảng 1% người Công giáo sống giữa cộng đồng tín đồ hòa hảo chiếm hơn 90%. Trên cánh đồng truyền giáo mênh mông bát ngát này, vai trò làm chứng cho Chúa của nhóm thiểu số Công giáo này không dễ dàng chút nào. Hòa đạo này rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của anh chị em đồng đạo để vơi đi mặc cảm của một giáo họ côi cút cả thế kỷ qua. Đời sống thu nhập ít ỏi, ngoài việc làm ruộng, làm thuê, người dân ở đây có nghề đan võng ni lông mướn và làm nhiều nghề khác, nhưng cũng chỉ tạm sống lây lất qua ngày. Muốn đến điểm hẹn Giê-xu này, đoàn công tác phải vượt gần 10 cây số đường sông dưới trời nắng gắt gao. Ai cũng thấm mệt vì từ hồi tối hôm qua đến giờ chưa ai được chợp mắt một phút. Nhưng nghĩ đến điểm hẹn thầy Giê-xu với 200 hộ nghèo đang khao khát đợi chờ, chúng tôi như được tiếp xúc, tiếp sức đi đến cuối hành trình. Những thiện nguyện dù rã rời vẫn nhiệt tình quên mệt, quên đói, quên khát để 200 phần quà được trao tận tay anh chị em nơi vùng quê hẻo lánh này. Chính Chúa ra tay. Ở điểm hẹn này, chúng tôi gặp những mảnh đời hết sức đáng thương. Từ xa tôi thấy một bà đã ngoài 60 tuổi, vừa đi vừa khóc, tay cầm cái bao để lãnh quà tiến về phía chúng tôi. Hỏi ra mới biết lúc trước bà là thiếu nữ xinh đẹp hiền lành, nhưng sau khi lấy chồng, bị chồng phụ bạc, quá thất vọng và đau khổ, bà bị bệnh tâm thần, lúc khóc, lúc cười. Nỗi niềm bất hạnh đó không sao cởi bỏ bà được cho tới tận bây giờ. Cái dáng còm cõi, đau khổ dần xa chúng tôi để lại chút chua xót. Đó là tình trạng bế tắc tột cùng khi con người không có chỗ nương tựa bám víu. Tôi gặp một chị khác ngoài 30 tuổi, đang kéo vạt áo lau nước mắt. Chị nghẹn ngào: tôi mừng quá, vì hôm qua nay nhà vừa hết gạo. Ba của tụi nhỏ đi làm mướn xa chưa có tiền gửi về. Đi vay tiền mượn không ai cho, còn bị mắng vốn nữa. Trong lúc túng quẫn không biết nhờ ai thì hôm nay trời độ
có gạo, có mì, nhu yếu phẩm và nhiều thứ quà khác nữa. Chị và ba đứa con không phải đói. Chị xúc động nức nở. Tôi là người lương, chưa vào nhà thờ lần nào. Vậy mà hôm nay Chúa cứu gia đình tôi. Cảm ơn Chúa của mấy anh chị nha. Chúa của mấy anh chị tốt bụng quá à. Trao tặng xong 200 phần quà, ai nấy mới thấy mệt và đói thực sự. Kẻ theo xe tải, người đi đò trở về nhà sứ nhân Mỹ để dùng trưa. Ngồi vào bàn ăn mới phát hiện thất lạc. Người linh mục lãng tử, như thánh gia bị lạc mất Chúa Giêsu trong đền thánh. Người thì tưởng Giêsu về với Giuse, kẻ thì nghĩ Giêsu về với Đức Mẹ. Nhóm xe tải tưởng người lãng tử về bằng đò, nhóm đi đò tưởng người lãng tử về bằng xe tải. Trong khi đó, lãng tử vẫn đang lúi húi lo phát món quà cuối cùng cho một bà cụ đến trễ. Thế là bị bỏ sót lại. May mà liên lạc được bằng điện thoại, không thì không biết tính sao. Lỡ đò, người con lãng tử của Chúa có dịp giữa trưa nắng gắt ngồi một mình ngắm sông nước cây cỏ miền Tây và cảm nhận được thân phận cùi cút của những kẻ bị bỏ rơi giữa dòng đời. Một kỷ niệm khó quên. Bài học yêu thương. Bữa cơm trưa hôm đó thật ngon vì ai cũng mệt và đói. Đây là những giây phút chúng tôi được nghỉ ngơi và bồi dưỡng để lấy lại sức tiếp tục hành trình ban chiều. Không khí vui tươi thân mật như một buổi chia sẻ bữa cơm agape, bữa cơm huynh đệ, phá tan cảm giác mệt mỏi của chúng tôi sau một đêm trường thức trắng và hoàn tất công việc phát 500 phần quà. Chúng tôi lại một lần nữa là những con người nhận được nhiều hơn. Tấm lòng của cha xứ và anh chị em nơi đây đã yêu thương chăm sóc chúng tôi hết sức chu đáo. Cảm kích hơn nữa khi được biết những món ngon đó được nấu nướng bởi đôi bàn tay chỉ còn 7 ngón của bà Năm. Bà là một trong những nạn nhân của những người làm lò gạch ở đây. Máy ép gạch đã nuốt mất 3 ngón tay của bà. Bà phải chuyển qua nghề nấu đám. Mọi bữa tiệc trong nhà xứ đều do tay bà, và chính bà là người phục vụ hơn cả với tất cả tấm lòng yêu thương. Cơm nước vừa xong, không kịp nghỉ ngơi, cả đoàn lục đục kéo nhau đến điểm hẹn Giêsu thứ ba là giáo họ Cái Lóc thuộc tỉnh Vĩnh Long để trao tặng 100 phần quà còn lại. Sáng sớm Chủ nhật, chúng tôi đến đây bằng đò nhờ nước sông dâng cao. Nhưng buổi trưa, nước sông cạn, không đi đò được. Cả đoàn phải leo lên xe, 2 xe tải chở hàng. Hơn 100 con người đứng xếp lớp như cá hộp, nhét như cá hộp trên 2 chiếc xe tải chật cứng, không nhúc nhích được. Mỗi lần đi qua những khúc quanh, gập ghềnh ổ gà, ổ trâu, hay lên xuống những cây cầu gỗ chênh vênh bắc qua kinh rạch, thật nguy hiểm. Ai yếu tim chỉ biết nhắm mắt lại phó linh hồn hoặc hét ầm lên cho đỡ sợ. Thú thật, lúc đó chỉ còn biết phó thác vào lòng thương xót Chúa mà thôi. Thật sự nguy hiểm, hết sức nguy hiểm. Thoát nạn, tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ, chúng tôi đến bến đò bình an. Điểm hẹn Cái Lóc. Chúng tôi có mặt ở họ đạo Cái Lóc, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long khi trời đã xế chiều. Dù cố gắng hết sức đi miệt mài không nghỉ, nhưng chúng tôi cũng đến điểm hẹn trễ mất 1 tiếng. Cha xứ và bà con lương cũng như giáo thấp thỏm đợi chờ. Thật đúng là mong như mong mẹ về chợ. Trong khi chờ đợi, cha xứ cho bà con bước vào nhà thờ lần chuỗi lòng thương xót. Một sáng kiến tuyệt vời. Thay vì cằn nhằn khi phải đợi chờ ai lỗ hẹn, hãy thay lời cảm ràm đó bằng chuỗi kinh lòng thương xót. Bạn sẽ thấy tâm hồn bình an và thời gian chờ đợi trôi nhanh. Bạn thử xem. Thử đi. Xe vừa dừng bánh, những thiện nguyện hối hả lao vào công việc trong lúc trời chập choạng tối. Họa vô đơn chí, xe tải chở 10 tạ gạo đi lạc chưa kịp đến. Không thể chờ lâu hơn nữa vì trời đã tối.
Giả sứ yêu cầu chúng tôi phát quà cho bà con, rồi khi nào gạo đến sẽ phát sau. Mọi người vui vẻ, chẳng ai than trách nửa lời. Lòng người dân Nam Bộ chân chất đơn sơ thật dễ thương. Họ không bắt bẻ, chấp nhất, dễ dàng bỏ qua cho nhau, dễ dàng xuề xòa chấp nhận những thiếu sót của nhau. Cuộc sống như vậy đúng là nghèo mà vui, đáng được Chúa chúc phúc. Khởi đầu và kết thúc. Chưa chuyến công tác nào mà chúng tôi có khởi đầu và kết thúc đẹp như lần này. Khởi đầu là thánh lễ để cầu bình an và xin Chúa chúc phúc cho những con người chúng tôi sẽ gặp, những địa điểm chúng tôi sẽ đến, những chặng đường chúng tôi sẽ đi qua. Kết thúc là thánh lễ tạ ơn chiều Chủ nhật tại nhà thờ Cái Lóc. Linh mục Lãng Tử cùng với thiện nguyện và bà con giáo dân hiệp dâng thánh lễ. Cuộc đời người Kitô hữu không chỉ là những buổi chiều buồn sẫm tím, tím cả chiều hoang biển biệt, còn phải có niềm vui của những Chủ nhật hồng ánh lên số đêm tăm tối mịt mù. Cuối chặng đường hầm u ám vẫn còn ánh đèn le lói báo hiệu sắp thoát hiểm. Trải qua bao gian khó, nhóm thiện nguyện chúng tôi đã có được niềm vui là trao những món quà lòng thương xót Chúa đến tận tay những người nghèo khó, đối tượng của lòng thương xót Chúa. Niềm vui của kẻ cho và người nhận, niềm vui ấy cũng có giá phải trả. Thành quả nào, huy chương nào cũng phải trả giá bằng máu, mồ hôi và nước mắt, vì chúng ta biết chắc rằng phải qua thánh giá mới đến vinh quang. Amen. Cho ai biên xót thương người thì sẽ được Thiên Chúa yêu thương. Phúng cho ai biên xót thương người thì sẽ được Chúa trời ủi an. Thương người như thế thương thân, anh em vui với người vui, khóc với người buồn, không oán hận cũng chẳng hờn căm, không để lòng thù ghét tha nhân. Phúng cho ai biết xót thương người thì sẽ được Thiên Chúa yêu thương. Phúng cho ai biết xót thương người thì sẽ được Chúa trời ủi an. Thương người vân vả gieo neo, thương người khó nghèo lao đao, gánh khổ đau sẽ bớt nỗi sầu, mới xưng là môn đệ Giêsu, mới đang được hưởng phúc thiên thu. Thương
trời u